Nếu như trên danh sách kén rể chỉ có một mình Triệu Công Tước, vậy thì ngươi chắc chắn sẽ là vương tế của ta. Đáng tiếc là trên danh sách còn có một người nữa. Sở Mặc. Sở Mặc là người nào? Là ta. Một thằng ở đợ thôi mà. Vương gia, ngài để ta đấu với một thằng ở đợ, có phải là xem thường bổn công tước quá rồi không? Bổn công tước thừa nhận, hắn ta trông khôi ngô tuấn tú, nhưng chỉ đẹp thì có tác dụng gì? Sao có thể giúp vương gia giải quyết được rắc rối trước mắt không? Sao? Triệu Công Tước có ý kiến gì với người bổn vương chọn? Không dám. Thưa vương gia, người để ta đấu với một thằng ở đợ, lẽ nào còn có lựa chọn khác sao? Vương gia, mọi người là đều là người thông minh. Bổn công tước nói thẳng luôn, người tìm một người như thế này chẳng qua là muốn tăng thêm tiền đàm phán của mình mà thôi. Vương gia, Nam Hạ có nạn sâu bệnh, gây thiệt hại hàng chục vận mẫu đất tốt, dân chúng lầm than, thiên hạ oán hận chồng chất đã lâu. Phủ công tước ta bằng lòng đưa ra 100 vạn tiền xính lễ. Người có thấy lấy 100 vạn tiền xính lễ đó giúp người dân Nam Hạ gặp nạn vượt qua khủng hoảng lần này? Ta ấy không cho vương gia nhiều như thế được, chỉ có thể cho người toàn bộ tình yêu. Tình yêu? Tình yêu đáng giá bao nhiêu đồng bạc? Vương gia, thế này đi, bổn công tước tăng thêm 20 vạn tiền xính lễ, tổng cộng 120 vạn. Vương gia, người có đồng ý không? Để ta suy nghĩ thêm. Hôm nay bổn công tước ở đây đợi câu trả lời của vương gia. Nếu như người đồng ý, tiền xính lễ sẽ được đưa đến bất cứ lúc nào. Tương quân, nạn sâu bệnh này là châu chấu sao? Không phải châu chấu. Côn trùng gì mà có uy lực lớn như thế, có thể phá hoại mấy chục mẫu ruộng phì nhiêu? Chính là loại mà đỏ khắp người, còn có hai càng kìm. Tướng quân, vương gia của chúng ta không phải gả đi nữa rồi, còn phải đợi đến bao giờ? Người dân Nam Hạ gặp nạn không đợi nổi nữa đâu. Ta có điều muốn nói. Nạn sâu bệnh ở Nam Hạ ta có cách giải quyết, người không cần phải gả cho người này nữa. Hỗn xược, tên nhóc mồm còn hôi sữa không biết trời cao đất dày, vậy mà dám ba hoa khoác lác. Số lượng sâu hại ở Nam Hạ nhiều vô kể, đuổi không hết. Bổn công tước hỏi ngươi, ngươi làm thế nào để giải quyết? Cách đó là ăn. Con sâu bệnh đó vô cùng bẩn thỉu, ăn bùn đất mà lớn, hôi hám vô cùng, có thể ăn được sao? Nghe nói hình như còn có độc, ăn vào chết người đấy. Cái thứ đó đập nát ra cho súc vật nó còn không ăn. Ngươi muốn dựa vào cách ăn để giải quyết? Lẽ nào ngươi bị hoang tưởng à? Từ đã, không phải ngươi nói muốn ăn sao? Người đâu? Chàng trai bất ngờ xuyên không về cổ đại, anh cầm điện thoại lên chỉ để chụp cho vương gia một bức ảnh, nào ngờ lại được vương gia chú ý đến, ngay lập tức muốn nạp chàng trai vào hậu cung. Hóa ra chàng trai này xuyên không đến một thời đại nữ quyền, chàng trai chỉ có thể tham gia cuộc thi vẽ chân dung của vương gia. Mặc dù bức hình được chụp ra rồi, nhưng vương gia lại yêu cầu lấy bức tranh đó ra. Vương gia, bức tranh này vô cùng chân thực, nó cần phải 7749 ngày đợi mực khô lại mới có thể lấy ra được, nếu không nó sẽ bị hỏng mất. Mình tìm đâu ra máy in hả trời? 7749 ngày, lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi đang bỡn cợt với bổn vương à? Không phải, không phải, không phải, tiểu nhân chỉ muốn mặt hoàn hảo nhất biểu lộ ra. Hóa ra là vậy, có điều bổn vương chỉ cho ngươi nhiều nhất là 3 ngày. Á, có 3 ngày thôi á? 3 ngày thì 3 ngày, vương gia yên tâm, tiểu nhân nhất định dốc hết tâm huyết để đưa ra bức tranh hoàn hảo nhất cho ngươi. Lừa được ngày nào hay ngày ấy vậy? Từ nay về sau ngươi chính là họa sư kim bài của phủ hiền vương. Ngoại hình của bổn vương chỉ cho ngươi vẽ. Cảm ơn vương gia. Người này giao cho người thu xếp, người biết phải làm thế nào đúng chứ? Thuộc hạ hiểu ạ. Đi theo ta. Sau này ngươi sẽ sống ở đây. Đa tạ hoa tướng quân, cho ta cơ hội sống này. Cơ hội này là tự do ngươi giành được, cần gì phải cảm ơn ta? Ai, câu này sai rồi. Nếu không có lời tiến cử của hoa tướng quân, làm sao mà ta có cơ hội sống trong phủ hiền vương chứ? Nếu như ngươi thật sự muốn cảm ơn ta, hôn một cái. Đùa với ngươi thế thôi, làm gì mà căng thẳng như thế? Hoa vinh ta nào phải người vô lý như thế? Ta còn lâu mới vì ngươi khôi ngô mới chiếm hời của ngươi.
tướng quân, người đừng nói là hôn một cái, cho dù có hôn 10 cái, 100 cái, sở mặc ta cũng sẽ thỏa mãn người không điều kiện. Tên đàn ông không biết xấu hổ, lẽ nào ngươi cũng làm như thế với những người con gái khác? Thời gian không còn sớm nữa, ngươi nghỉ ngơi sớm đi. Vương gia, đã thu xếp cho sở mặc ổn rồi chứ? Đã thu xếp ổn thỏa rồi ạ. 3 ngày sau là đại hội kén rể của bổn vương. Ngươi cảm thấy tên sở mặc này thế nào? Tướng mạo khá khôi ngô, cũng có vài phần nhạy bén. Thân phận của sở mặc điều tra thế nào rồi? Không liên quan gì đến những vị họa sư khác, là một người trong sạch. Bổn vương mệt rồi, lui xuống đi. Đợi đã, vương gia còn điều gì sai bảo? Trên danh sách kén rể 3 ngày sau viết thêm tên sở mặc. Thu xếp đi. Vâng. 3 ngày sau bảo mình giao bức tranh ra. Giao cái mông à? Không được. Chuồn là thượng sách. Đáng tiếc nữ tướng quân kia với nữ vương gia xinh đẹp kia không có số hưởng rồi. Tên tiểu tử ngươi chạy đi đâu hả? Ta đi khắp nơi tìm ngươi. Tìm được đồ chưa? Đồ? À chưa. 1, 2, 3, 4, 5. Lên núi đánh hổ. Tối nay ở lầu Xuân Hương. Cái ám hiệu quái quỷ gì thế? Biết hắn ta. Ấy, hai vị đại ca, ta nói ta là người mới đến, các ngươi có tin không? Có thích khách, lại còn vừa ăn cướp vừa la làng ạt, các ngươi là ai? Tướng quân, người không sao chứ? Người cảm thấy hai tên trộm oắt con này có thể làm gì được ta? Sao ngươi lại ở đây? Ta đang chuẩn bị đi nhà xí, sau đó chưa đi được mấy bước thì gặp phải hai tên thích khách. Thích khách? Tôi thấy ngươi hẳn là cùng một nhóm với mấy tên thích khách kia. Hiền vương giá đáo. Tham kiến vương gia. Nửa đêm nửa hôm các ngươi không ngủ à? Sở mặc phát hiện ra hai tên thích khách bị Lưu Khôn giết chết rồi ạ. Ngươi muốn giết người diệt khẩu ạ? Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ chỉ lo là thích khách làm thương người khác. Bắt đầu từ hôm nay, ta còn thấy một con muỗi nào bay vào nữa thì sẽ hỏi tội các ngươi. Vâng. Tướng quân, thuộc hạ đi điều thêm người. Hai thi thể này khiêng đi. Phủ Hiền vương rất khó lường. Nếu như người chạy loạn khắp nơi thì là đang tìm đường chết đấy. Sở mặc đã nhớ. Nào, wow, tuyệt vời. Cầm đỉnh cao lên một chút. Cầm. Đúng đúng đúng. 3, 2, 1. Mau đưa cho bổn vương xem. Hai ngày này, kỹ thuật vẽ của ngươi ngày càng tốt lên. Vẽ đẹp hơn hôm qua nhiều rồi. Đó là vì dung mạo tuyệt vời của vương gia. Nếu không tiểu nhân cũng không thể vẽ ra được. Tối nay bức tranh đầu tiên của bổn vương có phải là có thể đưa cho ta được rồi chứ? Chắc chắn không có vấn đề gì. Xem ra tối nay là ngày chết của mình rồi. Hôm nay đã sắp qua giờ ngọ, tại sao không một người nào đến? Thuộc hạ cũng không biết. Khởi bẩm vương gia, Triệu công tước đến. Xem ra vẫn còn có người nhớ. Mời hắn vào đi. Phi Dương tham kiến vương gia. Triệu công tước miễn lễ. Mời ngồi, đa tạ vương gia. Vương gia không cần phải đợi nữa đâu. Triệu công tước có ý gì? Họ biết bổn công tước tham gia cuộc tuyển tú lần này, e là không có lòng tin nên không dám đến. Triệu công tước đúng thật là biết dụng thủ đoạn. Danh sách kén rể của bổn vương chưa bao giờ công bố ra bên ngoài. Ngươi có thể khiến bọn họ rút lui hết. Xem ra là phủ của bổn vương có một tên gián điệp nào đó. Ngươi đường đường là công tước của Xuất Vân Quốc, thật sự bằng lòng cưới bổn vương? Ta cho dù là công tước, nhưng trong mắt vương gia không đáng nhắc đến. Nếu ta và người xứng đôi vừa lứa, chắc chắn sẽ là một đoạn giai thoại ở Xuất Vân Quốc.